Xin chào ban tổ chức huấn luyện Vinwin cùng tất cả anh chị em trong khóa huấn luyện A04. Tôi tên Nguyễn Phi Hòa, mã số ID là VF062761. Sau đây tôi xin chia sẻ cảm nhận buổi học cuối cùng. Hôm nay là ngày thứ 20 của khóa học A04. Tôi rất cảm ơn huấn luyện viên trưởng Nguyễn Phi Hòa sáng hôm nay cùng tương tác với lớp học, cùng ôn lại, chia sẻ những kiến thức mà đã học được, những giá trị đã học được trong những ngày qua. Tôi rất tâm đắc và vô cùng biết ơn. Trong lòng tôi có những suy nghĩ và những cảm tưởng riêng bản thân tôi cứ dâng trào và lâng lâng trong lòng. Sau mỗi buổi sáng thức dậy, mặc dù hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng tôi cứ nghĩ là nó sẽ còn tiếp diễn mãi mãi, bởi vì âm hưởng đó vẫn mang trong lòng tôi, vẫn ở trong tâm trí của tôi. Mỗi ngày, mỗi buổi sáng, khi nghe huấn luyện viên Lê Thị Hà Linh đã cùng đồng hành với cả lớp những thói quen mỗi ngày, mỗi buổi sáng như vậy, thì bây giờ cho dù có vắng đi, không còn những tiếng nói đó nữa, nhưng chúng tôi vẫn cứ nghĩ trong lòng là vẫn như là ở bên chúng tôi, bởi vì nó đã thấm sâu trong tiềm thức riêng bản thân tôi. Tôi luôn biết ơn và ghi rất là sâu sắc trong tâm lòng, trong tâm hồn của tôi. Tôi cũng rất biết ơn tất cả những người sáng lập nên tổ chức Vinwin này. Rồi sau đó người bảo trợ của tôi, tuyến trên của tôi, trợ giảng của tôi, các anh em, các anh, các chị đã là những người làm MC, dẫn dắt chương trình và trợ giảng đội 14 của tôi, Phạm Thị Loan và Trần Thị Nha cũng đã cùng đồng hành cả lớp, cùng đồng hành với tất cả anh em trong đội, nhắc nhở và chia sẻ, động viên, thôi thúc để chúng tôi học tập. Bởi vì bước đầu thì có những anh em cũng chưa được sâu sát và chưa được chu đáo lắm, cho nên cũng có sự động viên, nhắc nhở của các anh chị đó, thì học hành, việc học hành được tốt hơn. Tôi cũng rất tâm đắc và rất cảm ơn tất cả mọi người đã có phần đóng góp vào ngôi nhà Vinwin. Sáng hôm nay tôi rất vui vì mình đã hoàn thành được khóa học và đã theo được, cùng tương tác tất cả anh em đã xây dựng được khóa học đến ngày cuối cùng và có mặt 100% và thực hiện tốt những nội quy mình không phải vi phạm. Và chính sự nỗ lực đấy, nó cũng làm khích lệ cho tinh thần của mỗi một thành viên chúng ta. Mình nỗ lực bản thân là chính. Sau khi khóa học này, cái giá trị của khóa học này tôi thấy nó mang lại cho mình rất là nhiều điều bổ ích. Và sẽ tận dụng những cái giá trị này, những cái hiểu biết này, những cái chia sẻ, những cái mà tổ chức Vinwin đã trao lại cho chúng tôi, cho riêng bản thân tôi, thì tôi sẽ tận dụng hết mình và đem những kiến thức đó ra phục vụ, phụng sự cho cộng đồng, cho xã hội, cho mọi người, và luôn luôn tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ cho mọi người biết những cái hay, cái đẹp, những cái gì có giá trị nhất trong cuộc đời, và đem mang đến một cái tình cảm yêu thương cho mọi người, đem đến một công việc làm rất là nhân văn cho mọi người, có công ăn việc làm và tạo một môi trường sống lành mạnh, thân thiện và yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đưa đến cùng một cuộc sống hạnh phúc, đem đến cho họ một cuộc sống tự do hoàn toàn. Với những ai khao khát với công việc này thì tôi cũng mời tất cả và giúp tạo điều kiện cho mọi người được tiếp cận với môi trường này, để cho họ
cùng phấn đấu và trở thành người tốt trong xã hội. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn huấn luyện viên trưởng là người mà tôi tâm đắc nhất, rất là kỷ luật và rất kỷ cương, sắc bén trong vấn đề giáo dục, truyền bá chúng tôi, và chúng tôi phải đáng kính nể.